Điều nồng nhiệt chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Nghệ sĩ và Tri Âm lần thứ 128. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 19 giờ tối thứ Hai tuần thứ Tư của mỗi tháng trên kênh LA34 Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Xuân Hiếu xin được kính gửi đến quý vị khán giả lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Thưa quý khán giả thân mến, tháng 3 về mang đến cho chúng ta vô vàn những cảm xúc khó tả. Bởi có thể nói đây là một trong những tháng đặc biệt, có rất nhiều ngày lễ kỷ niệm đầy xúc động. Đó là lễ kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3 tháng 3 năm 1959, 3 tháng 3 năm 2018. Ngày tôn vinh những chiến sĩ mang quân hàm xanh, những người dù thời bình hay thời chiến đều cầm chắc tay súng, bảo vệ biên giới hải đảo, giữ gìn từng tấc đất của Tổ quốc thân yêu. Tháng 3 về, đây còn là dịp để chúng ta tôn vinh vẻ đẹp và khẳng định vai trò của người phụ nữ trong xã hội và trong cuộc sống. Đồng thời cũng ôn lại truyền thống vẻ vang, biểu dương tinh thần của phụ nữ thế giới nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng trong công cuộc đấu tranh cho quê hương Tổ quốc. Và ngày hôm nay, ngay đúng dịp phát sóng chương trình Nghệ sĩ và Tri Âm lần thứ 128, cả nước chúng ta lại cùng chào mừng đánh dấu chặng đường 87 năm lịch sử vẻ vang của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2018. Và để mở đầu cho chương trình Nghệ sĩ và Tri Âm lần thứ 128 kỳ này, Xuân Hiếu xin được mời tất cả quý vị khán giả xuôi theo dòng hồi tưởng của những đứa con, nhớ về những người mẹ yêu dấu giản dị nhưng cũng bất khuất trước súng gươm của kẻ thù. Bài tân cổ Huyền Thoại Mẹ, nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, lời vọng cổ Lý Bông Dừa với sự thể hiện của các nghệ sĩ Thanh Toàn, Mỹ Vân, Hoàng Dư cùng với phần minh họa của vũ đoàn Vầng Trăng. Và với bài ca này, đây cũng chính là nén tâm hương của từng lớp người Việt Nam muốn dâng lên cho những người mẹ huyền thoại của Tổ quốc. Dành tặng non sông mình. Sao các con không về bên mẹ? Nghe nhói lòng, nước mắt khẽ rưng rưng. Mẹ Việt Nam ơi, đời nàng đời nghi ơn, công đức kia tác vào núi sông. Lời ru lắng trong tâm hồn, soi sáng đường xây đẹp đất nước. Niềm tự hào hôm nay bao tấm gương anh hùng lừng lừng, nhắc tên người nhắc ta ngày mai. Giá căn phòng sơn trái tim sắc son đừng phai. Tiếng thoại mẹ vang vọng, yêu nước quên bản thân, bao cháu con tim rồng một lòng chung tay, nhắc nhớ luôn người ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ bất tử ngàn năm với đời, bất khuất cùng Việt Nam. Cảm xúc thiêng liêng quá dạt dào, hồn nhiên sông núi vang lên tự hào tổ quốc. Chiến công mang về ơn mẹ nắng sớm, viết lên trang sử rằng lời quê hương đâu thấy quên. Mẹ ơi, qua bao cuộc chiến tranh, mẹ nào của riêng con, mẹ là của nước non dân tộc. Từ ải Nam Quan xuôi về vùng miền thứ, đến mũi Cà Mau nơi gương mẹ truyền lưu bao thế hệ nữ anh hùng. Từ lịch sử hai bà dâng cao để đến vô cùng. Nguyễn Thị Minh Cai quá chung hồn đất nước, Nguyễn Thị Định kiên cường trung hậu vượt gian nguy. Đồng khởi xứ dừa mãi nhớ bóng người đi, con đảo Ca Giang ta nữ anh hùng có gì sao. Mảnh đất Long An còn nghẹn ngào khi nhìn lại, ngày chỉ bãi chỉ non đi mãi không về. Lời thề sông núi vẫn còn vang theo hiền nhân, cháu con lên đàn tiếp bước, nắm tay hát câu chung lòng. Đâu xa thân nhang hồng, theo mẹ nói dòng thương xưa, đủ cho nắng mưa không mề. Thương lắm em ơi, chiếc áo bà ba trong gió thước tha, mái tóc dài xuống tha. Hình ảnh quê hương đẹp ngọt ngào em mà, người con gái anh yêu tha thiết đã bao ngày. Yêu mẹ, yêu quê, yêu em, yêu tải cây không son phấn lụa là nhưng đầy ấp thủy chung. Khoác chiếc áo dài em rạng rỡ ung dung, dáng dấp Việt Nam sanh vai cùng mẹ ban. Bao cuộc chiến tranh mẹ dình lòng trong sáng, tình cảm hôm nay phải xứng đáng đức tiền. Mẹ là gió uốn quanh trên đời con thầm lặng trong câu hát thanh bình. Mẹ là gió mong mây, mẹ là nước chứa chan trôi dòng con phiền cho đời mãi trong lành. Mẹ chìm dưới gian nan giặc đến nhà, đàn bà từng tánh thế hệ chúng con những đồng canh nước non này. Đó hoa tươi thắm dân người, trái tim của mẹ nụ cười quê hương. Chúng con tìm nỗi chẳng lường, dựng xây đất nước vẹn tình yêu thương. Đêm trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa, mẹ về đứng dưới mưa che đàn con nằm ngủ. Cánh từng bước chân thù mẹ ngồi dưới cơn mưa. Đêm trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa, đêm trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa, đêm trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Xin được chân thành cảm ơn giọng ca của các nghệ sĩ Thanh Toàn, Mỹ Vân và Hoàng Dư. Thưa quý khán giả thân mến, với tên gọi Tháng Thanh Niên, tháng 3 đó chính là dịp để các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua chặng đường dài rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Và khi nhắc đến những lực lượng trẻ này, chắc hẳn là quý vị chúng ta sẽ không bao giờ quên được 10 bông hoa bất tử của ngã ba Đồng Lộc. Câu chuyện về 10 cô gái thanh niên xung phong hy sinh ở lứa tuổi 18 đôi mươi tại ngã ba Đồng Lộc cách đây 50 năm. Các chị đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân của đời mình cho quê hương, cho tổ quốc. Sau đây xin được kính mời quý vị cùng thưởng thức bài ca cổ Ngã ba Đồng Lộc của tác giả Hoàng Đan với sự thể hiện của nghệ sĩ Tuấn Anh. Đồng Lộc đất tươi màu, cỏ non trải thẳm cây xanh bông, một quả bom bìa mấy bể chân rừng. Hãy subscribe tập hợp điểm danh chính chị em đưa về đây mà trên môi như nở nụ cười yêu đời ta thiết. Chỉ thiếu một mình Hồ Thị Cúc em tôi, sao em còn cách biệt nằm mơ bọn anh đi đào xây đất để tìm em. Cúc ơi em ở đâu, dưới lòng đất sâu em có nghe tiếng xẻ xa. Ngã ba Đồng Lộc ngày nào đất khép còn biển bơm mà trong đó đó em đã nằm yên dịnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. một lần dám cầm tay ai để nói lời hẹn. Đồng Lộc ngày nào là nơi em gửi con niềm tin, những bước đi lên của lớp tuổi thanh niên đầy dòng. Đất nước bình yên là ước mơ xa đoạn của cô em gái áo xanh đang chính mộng tuổi xuân. Thân mến, có thể với nhiều người, mùa xuân sẽ là mùa đẹp nhất trong năm, bởi mùa xuân đó là biểu tượng của sự sum vầy, đoàn viên và hạnh phúc. Thế nhưng đối với những người lính chiến sĩ biên phòng thì mùa xuân về, họ phải gác lại niềm hạnh phúc riêng, cùng đồng đội chắc tay súng giữ gìn bình yên cho Tổ quốc. Ngay bây giờ, Xuân Hiếu xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với sự cảm nhận về mùa xuân của những người chiến sĩ mang quân hàm xanh qua bài ca cổ Mùa Xuân Người Lính Biên Phòng, sáng tác của Phạm Văn Phúc và phần minh họa của vũ đoàn Vầng Trăng qua sự thể hiện của ca sĩ Quốc Đại cùng nghệ sĩ Vân Nga. Em gái ơi, trời đất ơi, đi đâu mà xách đồ đạc khế nể vậy em? Dạ, em đại diện mấy chị em trong thôn bản, gùi bánh chưng lên biếu cho mấy anh biên phòng đón xuân, cho thêm phần vui vẻ vậy mà. Y trời, được vậy thì quý quá quá. Thay mặt anh em bộ đội biên giới, cảm ơn tấm lòng của em gái nhiều nha. Dạ. Xuân đến đây rồi, rừng núi ơi, đèo cao rạng rỡ sắc xuân người. Hoa lớn như mình trông nguyên nước biên, đám làng nước rẫy đón xuân vui. Này này cô em gái ơi, em có thấy nơi nơi đang nhuộm thắm sắc hoa đào, hương ngọt ngào có hoa mận hoa mơ dịu dàng quyến rũ nên thơ, theo gió thoảng đưa ngẩn ngơ trong lòng. Bộ đội ơi xuân vui, trẻ già đang ngóng đợi, bạn nhỏ xuân sau đất trời mới ngồi. đội này anh cứ ghẹo em hoài à nghe. Em không chịu đâu. Em bắt đền anh đó. Ơi em gái nhỏ tôi thương, có thấy vấn vương khi mùa xuân đang tới. Ngàn ngát hương yêu nơi miền cao biên giới, hạnh phúc đã về đây phơi phới tuổi xuân hồng. Người núi biên cương xanh thắm điệp hồng, chắp tay súng ngày đêm canh rừng giữ đất, giữ anh nước thanh bình cho tổ quốc. Gió xuân nồng nàn mớ nhẹ cánh qua lai, đôi má đỏ hay hay anh chờ thấy em cười. Nét đẹp rạng người trong anh mắt em tôi, đẹp quá làng giữa đất trời xuân duyên dáng. Bạn làng mây trời nơi rèo cao, nơi nơi rực rỡ sắc hoa đào. Bạn nhỏ theo xuân tràn hương nắng, em nói xuân này đẹp biết bao. Dốc đá cao cao qua đầu chén nhất núi rộn rã, xuân vui đã về với thương làng. Qua mộng qua mơ cùng khoe sắc bên ngàn, cô thôn nữ miền cao dịu dàng đôi chân bướm, lên tận chốn biên phòng với gùi bánh chưng xanh. Còn đây, đây là tấm nhân tình của thôn bản gửi các anh, mừng mỗi mùa xuân an lành trên nẻo văn. Giúp người lính tiên cương vững vàng tay súng, canh giữ đất trời giữ cuộc sống bình yên. Anh sẽ giữ mãi màu xanh thanh bình no ấm, giữ mãi sắc hoa đào đang thắm đỏ nơi nơi. Ôi người lính biên cương mang hạnh phúc cho đời, xin gửi chút yêu thương thoáng trong lời em. Câu hát bát ngát xinh xanh qua thắm trên cành, lung linh trong gió ngày xuân. Bão nhỏ xuống sao đây cánh hoa đào, em đến tặng anh. Đôi mắt em long lanh ý thơ tràn trong anh. Em mang đến cho anh cả một trời xuân bát ngát, có gió thoáng đường qua theo câu hát khúc hát tình xuân vào giá giấc mơ đời. Tiếng hát em bay hòa quyện với mây trời, nâng bổng tình xuân tuyệt vời duyên đôi lứa, tha thiết ngọt ngào giai điệu của quê hương. bóng trầm gửi cho ai. Ôi khúc hát tình xuân tràn đầy hạnh phúc, người chiến sĩ biên phòng ngây ngất mong ngày xuân. Nhìn cánh hoa đào sao xuyên bâng khuâng, đón lấy cặp bánh chưng anh ngập ngừng khẽ nói: anh xin chúc em một mùa xuân mới đầm ấm yên vui hạnh phúc. Cảm ơn giọng ca của nam ca sĩ Quốc Đại và nghệ sĩ Vân Nga. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống vào những ngày cuối của tháng 3, tháng cuối của mùa xuân. Mặc dù những ngày Tết cổ truyền của dân tộc đã đi qua, nhưng các không khí đầy ấm của mùa xuân dường như vẫn đang còn bên cạnh chúng ta. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng cảm nhận không khí xuân qua bài ca cổ Tình Xuân sáng tác của Minh Đăng với sự thể hiện của hai tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Trọng. Phương Hồng Thúy. Tiếp nối chương trình ngay sau đây, xin được mời tất cả quý vị cùng đến với bài ca cổ Ngày mới quê em của tác giả Nguyễn Minh Tuấn với sự thể hiện của nghệ sĩ Mỹ Vân. nhiệt quyết bằng trái tim cháy bỏng, qua mỗi việc làm được dân mến dân yêu. Những công trình phố thị nối nhau là tín hiệu để giàu hạnh phúc. Mùa Thanh Long chính lòng người nao nức, mỗi chuyến hàng đi xa bè bạn đón chào. Chú Thành khởi sắc hôm nay, người người mở hội vỗ lại dì chào. Long An biết mấy tự hào, nông thôn ngày mới đẹp giàu từ đây. Quý vị khán giả thân mến, chuyện tình Lan và Điệp được chính thức giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1933 qua tiểu thuyết Tắt lửa lòng của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Câu chuyện này như là một tác phẩm kinh điển đã quá quen thuộc đối với mọi tầng lớp khán giả yêu cải lương. Hơn 7 thập niên qua, kể từ ngày vở hát Lan và Điệp của soạn giả Trần Hữu Trang được trình diễn lần đầu tiên trên sân khấu vào năm 1936, thì phần lớn giới mộ điệu cải lương ai nấy cũng đều quen thuộc với các tình tiết lớp lan có trong vở diễn. Và sau soạn giả Trần Hữu Trang thì soạn giả Quế Chi cũng đã chuyển thể tiểu thuyết Tắt lửa lòng của nhà văn Nguyễn Công Hoan thành vở cải lương Lan và Điệp. Hôm nay, nghệ sĩ Thanh Toàn và nghệ sĩ Trịnh Ngọc Huyền sẽ tái hiện lại thiên tình sử của hai nhân vật đã bất tử với thời gian trong trích đoạn Lan và Điệp. Xin được mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Bộ lát chiều đi hả? Chiều nay tôi đi. Bộ ở trển vui lắm hả? Đối với tôi không ở đâu vui bằng ở đây, không chốn nào đẹp bằng chốn này. Mỗi ngày được gặp Lan, hầu chuyện với Lan là trong lòng tôi vui lắm rồi. Nhưng vì tương lai của tôi, của chúng ta sau này, nên tôi phải tạm xa Lan. Lan cũng nên vui, để tôi yên lòng mà. Tôi đâu có buồn, tôi vui lắm chứ. Người ta đi lo cái chuyện công danh mà. Tôi đâu có cản chi Lan. Mà điều rồi chắc cái nhà này buồn lắm. Một năm 12 tháng dài đăng đằng, người ta chỉ chờ đợi mấy tháng hè. Mỗi khi thấy trời bắt đầu gặp lại người ta đó sau gần một năm xa cách mong chờ. Gặp mặt thì không biết nói chuyện chi, mà xa thì công gia bụi bụi. Tuy ở gần ở đây nè, mà có khi cả ngày cũng đâu có gặp mặt, nhưng biết người ta có mặt ở nhà nên trong lòng thấy hồi nhỏ xíu á, chưa biết gì á thì có. Phải rồi đó, hồi đó mình còn nhỏ xíu chưa biết gì á, mà không biết người ta có quên hay không. Chứ tôi thì tôi vẫn nhớ. Nhớ mỗi lần hai đứa trốn nhà, đi tắm sông hái ổi, về nhà bị đòn, người ta chịu tội thế cho tôi. Mới rành ràng ở đây nè, chứ có xa xôi gì lắm đâu. Rồi người ta lớn lên, người ta ra tình hợp. Thiên hạ thường nói xa lòng cách mặt, nhưng tôi thì tôi không có ngại gì chuyện thay lòng đổi dạ lúc xa nhau. Nhưng thường thì con ve sầu bắt đầu ngân tiếng hát. Lá vàng ngoài sông rơi lát đá, người ta mới lại đi cho kịp buổi tự trường. Nhưng lần này người ta về rồi đi vội vã, tôi bỗng thấy buồn, thấy sợ mông lung. Sợ đưa người như đưa sớm qua sông, biết đâu rồi sao số lòng bãi xa. Nói như vậy á, là Lan còn nghi ngờ, còn không tin lòng giả của tôi hay sao? Không phải tôi không tin, nhưng sao tự nhiên lần này quá à. Thấy sợ, nhất là khi nghe cái chuyện ông phủ Trần gì đó. Ý mà không phải tôi nghe lén rồi nghe, tại nói lớn quá à. Tình cờ tôi bưng chè lên tôi nghe đó. Trời ơi, chuyện đó mà Lan bận tâm làm gì? Trong lòng tôi á, không có ai ngoài Lan hết trơn á. Hơn nữa, người ta giàu sang quyền thế, ai mà thèm nghĩ tới mình. Nếu cô con gái á, họ cũng đâu có chịu gả cho cái thằng học trò đã nghèo á, còn thì rớt lên rớt xuống như tôi nữa. Nếu có chuyện gì á, chắc tôi chết quá à. Lan, Chắc tôi đi tu quá à. Lan à, Lan đừng nói gỡ vậy, không có nên. Thôi mình bỏ qua chuyện đó hen. Chiều nay người ta đi hen. Hôm qua tôi mới đập cái ống heo để coi đồng 2, đồng 4, đồng 7, 2 đồng 1, 2 đồng rưỡi, 2 đồng 8, 3 đồng 2. 3 đồng 2 nè, cất đi, bỏ túi xài. Đi đường có khát nước, uống nước. Nhớ nghe, ăn đậu đỏ bánh lọt, đừng có ăn cà lem, đau bụng chết á. Có chai dầu gió nữa nè. Rủi có nhức đầu sổ mũi thì sức mà uống cũng hay lắm đó. Hổm đó, Xuân nó cố ăn, nó đau bụng dữ. Tôi cho nó uống con chút xíu cái nó hết trơn à. Thôi Lan cất đi, nhờ giả Lan với bác bên nhà hoài á, tôi ngại quá. Không lấy hả? Không lấy, không lấy tôi giận à. Chê hả? Lấy đi mà. Thôi cất xài luôn đi. Ủa sao vậy? Chứ Lan dày hoài, sao tôi lấy? Nè, lấy đi. Vậy phải được không? Thôi đi mạnh giỏi nha. Lên tới chỗ nhớ gõ dây thép về cho bác gái biết tin nha. Tôi biết rồi. Lan ở nhà cố giữ gìn sức khỏe nha. Đi mạnh giỏi nha. Tôi đi nghe Lan. hết rồi. Đừng có nói gì nữa hết. Tôi khóc đi nè, không thấy sao mà nước mắt của tôi bây giờ có ăn nhầm gì, có nghĩa lý gì tới ai nữa đâu. Thời gian qua, nếu bảo em cố quên đi thì thật là đau xót cho tôi. Còn bằng muốn em còn nhớ là cả đời em dưng khổ lì. Nhưng thôi Lan ơi, em hãy quên đi chứ nhớ làm chi cái con người phản bội. Bao nhiêu tiếng yêu thương còn âm vang trong gió, nghĩa nặng quằn vai mà đã vội dông tình. Lan à, tôi... Anh không biết phải dùng lời lẽ gì để nói với em bây giờ nữa. Có lẽ là cái số phận của chúng ta là như vậy đó. Phải rồi, cái số phận của tôi nó vậy đó. Nên năm nào tôi cũng một lần đón người ta về, rồi một lần tiễn người ta đi. Nhưng lần này cháu không bao giờ đón người ta về với tôi nữa hết. Lan, thôi anh đi đi, anh đừng có nói gì tôi nữa hết, đừng nói gì tôi nữa hết. Lan, Lan, thời Năm vị, chúng ta vừa cùng thưởng thức bài tân cổ Mùa Xuân Đó Có Em, nhạc của anh Việt Thu, lời vọng cổ của tác giả Việt Sơn với sự thể hiện của nam ca sĩ Quốc Đại cùng với giọng ca của nghệ sĩ Như Huỳnh và phần minh họa của vũ đoàn Vầng Trăng cũng đã khép lại chương trình Nghệ sĩ và Tri Âm lần thứ 128 kỳ này. Đây cũng chính là lời chào tạm biệt của mùa xuân năm 2018 cũng như là lời chào tạm biệt của chương trình ngày hôm nay. Xuân Hiếu chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.